Tùng Linh. Cái dây này dây lươn chưa nứt luôn, biết có sống không hay chết rồi. Đừng có đụng vào, đừng có đụng vào cái mầm của nó, gãy đấy. Cho nó gãy luôn cho bà làm. Được một tháng rồi. Bầu khô rồi. Tí tưới nước, đừng có bóp. Sao con cứ muốn phá phách nó vậy? Cái lá đó hả bà? Ừ. Nãy mầm hết rồi nhá. Cái gì bà? Cỏ. Không nhiều cỏ đâu. Tiêu không có tủ bạt ni lông hay là bất kỳ cái gì, chỉ cắm bầu tưới nước thôi. Rễ. Ba bên này bị sao vậy ba? Được một tháng đấy. Cây đã bị chết. Cái đó là Vĩnh Linh, bên này là Vĩnh Linh nè. Toàn bộ cái Vĩnh Linh chết sạch luôn. Vĩnh Linh chết là không phải là nó yếu hay gì đâu các bạn ấy, mà là do mình cắt cái dây bậy bạ không có rễ đây nè. Với lại cái trụ này, trụ bị đổ. Rồi gió nó đổ cái trụ xong mình cắt mấy cái dây ở trên ngọn của nó ấy. Đó, Vĩnh Linh này chết khô hết rồi đây. Còn được được hai cây Vĩnh Linh đây. Một này, hai này. Chết ngắc luôn. Một, Tùng Linh. Hai bạ được ba cây mà vẫn còn xanh, không biết còn sống không. Tùng Linh ghê to quá. Đây Tùng Linh này. Dây thì như là cái tay luôn. Con đưa tay so sánh nào. Đó. Đây này con so với cái này này. Thấy chưa? Tay to bằng ngón tay người lớn, bằng ngón tay cái ấy. Có dây xanh mà có dây nâu. Dây này dây 2 năm. Đây là khúc ngọn của nó xanh. Đây vừa xanh nâu, vừa xanh và nâu. Đây dây xanh nâu. Đây dây nâu, nói chung là rất mập. Đây là cái khúc cong nó phủ trụ xong rồi. Nó uốn xuống để tạo lươn, uốn xuống tạo lươn là tạo ra khúc này nhá. Đây là khúc này này, khúc này tiếp nối là đây, tiếp nối nó đây. Ví dụ đây là khúc lươn đúng không? Khúc trên đỉnh trụ này bắt đầu cong này. Như thế này được thấy rõ. Cong. Đây, đến đây. Đến đây. Tiếp nối là cái này là thòng này. Cái này thòng dưới đất này. Lươn này. Số 1 này. Số 1 quay ra cái này. Đây số 2 là đoạn tận dụng được. Đoạn này thì non quá hay sao không lên nổi luôn. Mình tận dụng. Cái này là dây cho này. Một cho này. Hai dây cho này. Ba dây cho. Được ba, bốn dây cho. Đây. Bốn dây cho. Có nghĩa là dây người ta cho dây ở phần trên ngọn ấy. Còn dây này là bốn chục. Bốn chục những cái dây to mà các bạn thấy này. Đấy. Mình mua có 25 dây thôi. Trồng thử nghiệm. Nói chung là nứt gần 80% rồi. Một tháng mới nứt nhưng tại vì mình không có kích thích hay là bất kỳ cái gì, chỉ là bầu đất xong là tưới đẫm nước cứ để như vậy. Không tủ bạt, nếu mà tủ bạt là nó sẽ ra sớm hơn. Còn là mình để ở đâu, mình để dưới mái tôn luôn. Nhưng mà nó thoáng xung quanh, cực kỳ thoáng. Mình để trong cái nhà vòm của mình ấy. Buổi trưa là nó hầm nóng lắm. Và mình nghĩ chính cũng cái hầm cái nóng đó là kiểu kích thích.
kích thích ra rễ. Cái này phải tập nắng nha các bạn nha. Ý là khi nào mà nó bung ra cái lá như thế này này. Bung lá như thế này khoảng 3-4 ngày nữa là mình tập nắng nhẹ ở trên là cái lưới lan để tập nắng dần cho nó. Đấy, tập nắng dần cho nó khoảng độ 15 ngày nữa nó ra thành cái lá hoàn chỉnh, xong nó cao thêm như cái này là được 4 phân này lên khoảng 10 phân. Ra được hai cái lá lớn là đem đi trồng. Còn thực tế bây giờ là nếu mà mình kỹ, mình che chắn tốt mà nước nôi đầy đủ ấy, là đem đi trồng luôn cũng được. Rễ này. Rễ chôn mình có 4 mắt, 1 2 3. Đây chôn 2 mắt ở dưới đất. Chôn hết 2 mắt ở dưới đầu. 1 2 2 mắt ở dưới bầu. Còn có những cái nó dài quá, 1 2 3 này. Nó vừa mới chạm mặt bầu tại vì không thể đâm xuống được cái bầu thì nó hết mất rồi. Cái chiều cao của cái bầu này chắc là tầm 15 hay sao? 15. Cái dây này thì nó dài quá nên là chôn được có một mắt thôi. Còn đa số là mình chôn chìm 2 mắt hết. Như cây này dây nó ngắn. Cái lóng của nó ngắn nên mình chôn được 2, gần đến cái mắt thứ 3. Cái này thì hơi dài lại chôn được một đến chạm ngưỡng cái 2. Cái này thì chôn được 2 này. Cái này chôn được 1. Cái này chôn 2. Nói chung là đem đi trồng là được rồi. Ok rồi. Quan trọng là che chắn với nước thôi. Cứ che chắn tốt, tưới nước đầy đủ 2 ngày một lần. 1 ngày một lần trong 1 tuần. Lên ầm ầm luôn. Mình chưa trồng nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ lên mạnh. Sợ là cái con gì nó con sâu hay là con gì nó cắn rồi. Thôi nhá các bạn. Chào các bạn nhá.